Chị qua đây làm gì nữa? Ăn đi. Mặt thấy ghê, họ bạch cười. Xong chết tôi phải quên đánh 35 ta. Thôi, bà lấy tôi ra bà quánh đền đó hả? Bà bàn một mình tôi không là không biết bao nhiêu số để cho bà quánh đó, tôi nói bà nghe. Ờ ha, đúng rồi, bởi vì hôm qua ngồi đây cả ngày để ngồi nước phơi đây, đáng lý tôi thấy con khô cá hố. Khô hố vậy, nhiều người nói tôi giống con trùng á, mà con trùng số kỵ đó, không có ai cho quánh đâu bà. Ăn chưa? Tôi ăn rồi. Trời ơi, thôi được rồi, thế đó. Giờ này ăn cũng không có nổi đâu, 4-5 giờ nó sổ rồi tôi ăn luôn. Ngồi đợi chơi chút xíu nha, vô thay đồ chở tôi đang chứ. Có cái tật quánh số đề nói hoài cũng không bỏ. Bà gặp tôi 30 năm về trước hả? Lúc đó bà phải biết. Coi thường tao hả mày, hai chiếc dép thù quốc hai thằng chết tươi luôn. Đưa đây, ăn cướp mà đoàn kết quá chết cũng giống nhau nữa. Mất chiếc dép thôi, không có gì, nằm trên mặt nó kìa. Tặng nó vài cánh qua đây. Bỏ nghề yên nghỉ đi nha mấy em. Yên nghỉ nha mấy anh. Anh, em cảm ơn anh. Không có chi, không có chi. Anh hùng quá à. Không có chi, không có chi. Em không ngờ anh xả thân vì em á. Không có chi, không có chi. Dạ đúng rồi anh, không có chi thiệt. Bởi vì trong cái vỏ em đâu có gì đâu. Có một cây kẹo mút à. Không có chi. Kinh khủng quá. Nè, làm gì vậy? Để cho người đó yên nghỉ nha. Yên nghỉ nha. Bỏ mày ăn cướp đi. Nè, giao lại cho ông đó. Cảm ơn bà. Không có chi, không có chi. Bà thiệt là anh hùng. Không có chi, không có chi. Bà đã lấy lại chiếc xe cho người khác. Không, xe của ông mà. Xe tôi để trong kia kìa. Chiếc xe này của ai? Của tôi. Hả? Bà quánh người ta, bây giờ bà phải chịu tiền thuốc, tôi có trách nhiệm à. Cái này ở đâu ra? Con đi mua
nhìn quá bình thường. Không, rất là ly kỳ. Mày gạt tao hả? Không có. Cái ông bán rượu ông nói cái rượu này là con thằng lằn nó cắn lộn với con trăng. Xong con trăng nó chết. À rồi mới lấy con trăng ngâm vô đây. Ngâm con thằng lằn. Ly kỳ chưa? Cái gì gớm vậy? Thầy nó hút máu con trăng á, nó bắt con thằng lằn bỏ vô đây. Chỉ có nhiêu đó thôi mà chết một con thằng lằn với con trăng. Thì mua mẹ con trăng ngâm vô đây, con thằng lằn nó đâu có thuốc cái gì. Con thằng lằn nó đâu có thuốc men gì trong này. Rượu này là rượu sát sanh rồi. Đây, đụng hàng của chú mày rồi. Ủa này có gì đâu? Đây là nông dân trùm ngư phủ. Con không hiểu. Làm sao con hiểu được? Cái này cao siêu lắm đó. Dạ. Mày có nghe cái câu nhất phá sơn lâm nhị đâm hà bá không? Dạ có. Đây là cái món nhất phá sơn lâm nhị đâm hà bá đó. Không biết. Cắn thử một hột ra đây. Đừng có nuốt luôn. Để nguyên hột. Ở trong nó là cái gì? Đậu phộng. Đậu phộng người ta lấy ở đâu ra? Ở rẫy. Ở rẫy người ta gọi bằng cái gì? Sơn lâm. Chính xác. Ở ngoài bằng làm bằng cái gì? Và cá. Và cá là ở đâu? Ở dưới biển á. Đúng. Nhất phá sơn lâm nhị đâm hà bá là hai thứ nó trộn lại thành cái đậu phộng da cá. Mày nghe chú mày giải thích mày hết hồn chưa? Mừng đi chú ơi. Ê Phan. Dạ. Cho tao hỏi coi. Dạ. Tại sao hai chú cháu mình không thằng nào biết uống rượu mà lại xuất hiện cái món rượu này ở trên bàn? Con biết chú buồn. Mặt chú mày tươi như hoa nở, có chuyện gì đâu mà buồn? Có đâu. Chú thất tình mẹ con. Sao mày biết? Con biết á. Nhìn trong mắt chú con biết. Ánh mắt là nói lên bao điều như vậy hả? Đúng rồi. Con mời chú. Chưa có ai hiểu tâm trạng chú như mày. Dạ. Dạ chú cũng hiểu tâm trạng con nên chú mới hùng cái đậu phụng da cá. Con cũng đang buồn. Con đâu có buồn đâu. Mặt mày chảy nước ra luôn rồi. Mày buồn là vì mẹ mày mê số đề, không để ý tới con cái. Hai chú cháu cùng một nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn của con, chú hứa, khi nào chú lấy được mẹ con, chú sẽ lo cho con. Đừng cho bà biết bà xé xác tao, bà không bán trà đá tao đó. Im lặng nghe. Dạ. Chỗ này là bí mật, bí mật. Giải quyết chuyện buồn. Uống đi. Chú uống đi chú. Mày uống tới đây. Thôi, chú uống đi. Ly kỳ lắm. Ly này mới kỳ nè. Tiền chủ hậu khách. Uống đi. Kính lão đắc thọ. Không uống thì nhục quá. Uống đi chú. Tại chú là lão rồi. Mày kính tao, tao không uống thì kỳ. Tre tàn nắng mọc. Hết rồi. Hậu sinh khảo quý. À. Uống đi chú, ly kỳ lắm. Không còn câu nào nói nữa đâu. Nam tả nữ hữu. Ủa gì kỳ á? Con mà hiểu vậy đó. Tự nhiên có nam tả nữ hữu gì trong đó. Kệ miễn sao có câu nói thôi, uống đi. Nhiều chuyện. Uống đi. Chú mày thoát rồi. Thôi chú uống luôn đi. Con không biết uống đâu. Uống rồi con xỉn mẹ con la con chết. Hắc bạch công tử. Thôi mà đừng có độc thơ vậy đây. Chú lớn rồi, chú biết uống rượu chú uống đi. Đổ mẹ ra đường tao sao mà khỏi uống. Uống đâu có được đâu. Tự nhiên hai thằng không thằng nào biết uống rượu thì mua rượu vô đây giải buồn chi vậy. Buồn quá. Mẹ đi quýnh bài tối ngày không cho nấu nướng cho con ăn hết á. Tao nấu điên bả lâu lắm rồi mà.
Được rồi, chú có cái cách này. Được không? Bây giờ chú sẽ bàn với mày một cái chuyện này. Chú có cách sẽ làm cho mẹ con biết gian lận trong cờ bạc là cái gì, để cho bà tớn bà bỏ cờ bạc. Thôi chú ơi, chú chỉ biết lái xe ôm không mà, chú đâu có biết cái gì đâu. Coi thường coi thường, tuổi nhỏ không nên coi thường như vậy. À, sao chú? Phía sau một con người rất bình thường là một quá khứ vô cùng to lớn. Trời ơi, chú là chú Tư lái xe ôm chứ có gì đâu to lớn. Nói thiệt cho con biết, ngày xưa chú mày cũng đã từng là một tay cờ bạc lừng lẫy mà bây giờ lái xe ôm đó. Trời ơi, chú kể con nghe coi. Chuyện nó là như vậy nè. Trời ơi, đây nè, có dò có trúng cái câu số nào đâu, trúng một cái là trả liền rồi. Mai cậu đừng có dồn tôi vô đó, trên đường cùng rồi đấy nè, tôi cúp lên cái điện thoại. Alo, chị hả? Chị dạ, 5:30 mai được không? Dạ phải 5:30. Dạ sao cái giờ sổ mới được bây giờ mà. Dạ chị đợi em chút, có điện thoại nữa. Alo, qua không ấy, qua lấy giấy tờ nhà tôi luôn đi, tôi mệt quá à. Từ từ chứ, dồn tôi sao, tôi có tiền tôi trả mai tính. Trời, cái gì úa nữa đây, nói không nói úa. Trời chết rồi, điện thoại cúp luôn. Nhức đầu quá, gặp cái máy trà gạo kế bên. Cái nhà này ăn no xong sẽ gạo hoài à. Bên đây tao có gạo ăn nữa, nó xây sạch khó chịu chết luôn à. Dạ. Dạ. Gì ngồi lầm bầm đó? Ủa, cái gì vậy? Hả? Chị mới là cái gì á? Dạ. Hồi sáng chị qua chị bàn xối xả, tưởng sao nó không trúng con nào hết trơn à. Trời ơi, hồi sáng là chị bàn không à, tôi có bàn cái gì đâu. Giờ sao, tiếp tục nó không? Tiếp cái gì? Chị nghĩ sao mà sáng là chị coi tôi đánh có con thiếu con nào đâu. Chị nói xe bò rồi nó tuổi con trâu rồi con ngựa rồi ốc, tôi quánh có thiếu con nào đâu, có vô con nào đâu. Tại vì không, tôi quánh cái thằng lái xe là cái tuổi của nó đó, ra con dê là cái tuổi của thằng lái xe đó, chứ không phải là tuổi con sủ. Trời ơi, nó cơ sao chị sáng chịu chịu nói cái thằng lái cái xe đó bị chị bậy quá, nếu đánh là tôi xong rồi. Thôi bây giờ chuộc lỗi nè, quánh trận đó đi nghe, bảo đảm là trúng liền ngày mai, quánh đi, trúng liền, quánh con thằng lằn đi. Tôi nằm mơ tôi thấy con thằng lằn mà tôi hiếm khi nào nằm mơ mà nó không ra. Thôi vậy bà đi bà, thằng lằn làm gì có số hồ quánh. Quánh BD. BD mắc mớ rồi thằng lằn. Con thằng lằn. Con mà là thằng nữa. Đã là con rồi còn thằng nữa, BD cái gì nữa. Hay ta mà bạn hay ta. Trời ơi, mà thấy mà trời, thấy con thằng lằn nó bự như con tắc kè vậy mà nó là con thằng lằn. Ủa vậy trời ơi, con thằng lằn đánh BD. BD cũng đâu có số đâu đánh. 69. Mắc mới thì đánh 69 thì sao cả đó. BD là 69 đó, còn không ai là thằng lằn già thì 96. Vừa quýnh không? Ngược tới ngược lui hả? Hay quá ta ơi. Đừng có hối hận nha. Đánh lần đánh trước tôi thấy một lần ra một lần con đánh rồi gỡ ngày mai. Bây giờ là lậm lắm rồi, bây giờ là sâu lắm rồi, ngày mai mà không có tiền ta tới đây ta lấy nhà tôi luôn á. Yên tâm đi, tôi cho mượn tiền với lại vậy qua kêu qua bển ăn. Hôm nay có tay mới, có một chị mới. Thôi không có tiền đánh bự. Tôi với bà, trời ơi, tôi với bà hùng. Nhưng mà lỡ tôi cái chết luôn. Để cho mượn tiền tôi với bà sợ cái gì, nói gì. Chuẩn bị không, vui lên đi, để hồi ăn bài má ơi, thấy không? Bây giờ bển hồi qua liền hết chưa? Gì? Mới nó đánh chắc tay không á, nó đánh chắc tay thua nữa. Có nghe đồn cũng lập lơ thôi hả? Chị hả? Không có rành đọt lắm. Chị đi. Yên tâm. Quyết định. Tôi với bà hay không? Hùng nha. Bộ nghe không? Rồi. Ok. Chị này. Rồi. Về nghe. Rút lại nha. Ừ. Tư lên nha bà ơi, đừng có buồn, mỏi suối đấy. Chị này phải ra thua me gỡ bài cào của gỡ tứ sắc. Đứng lại coi. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao bao nhiêu lần rồi mà cứ dụ dỗ người ta cờ bạc hoài là sao? Trời ơi, anh nói chuyện mắc cười quá, bà lớn rồi, ai mà dụ mắc được? Bà đó ăn rồi cứ rù quên bà hết số đề. Ha, tôi nói thiệt với bà, tôi không thương mấy đứa nhỏ nhà bà nghe. Là tôi báo là bắt bà rồi. Nói gì? Hả? Bắt em hả? Chứ còn gì nữa? Anh chở anh bắt đi. Và bắt bà thì liên lụy tới bạn gái tôi. Tôi ngu sao? Gì, biết gì thì đừng có bày đặt mình nó đi bắt công an. Anh nói nghe em để ý anh nữa nha. Mình gốm, dẹo dẹo thấy bắt ớn à. Tôi vậy tôi thấy trai là tôi dẹo được không? Không nói nhiều với anh nữa. Bây giờ bà lớn rồi, hay không? Bà biết thân biết phận mà bà biết suy nghĩ. Còn anh á, lo cái thân anh đi. Trời ơi, còn sướng bọc da không à. Bà đặt lo chuyện bao đồng. Bao đồng ba ngày nữa, hai ba ngày nữa tôi nói cho ông biết hả, lạng hoạn hả. Coi như là bà không còn
bà gọi bà hổ được con anh á. Hai ngày nữa thôi, không còn chạy xe nó ôm đâu rồi nha. Sure. Chạy xe đạp ôm á, lo cái thân đi anh ơi, mở nó em để ý anh nữa nha. Xin lỗi cô à, cô đừng có thách tôi nha, tôi nói thiệt với cô nha. Trong vòng vài bữa nữa thôi, tôi cho cô lết bằng mo bò bằng mũng. Tôi ra tay thì cô biết mặt tôi. Tới tới hoài luôn thiệt á. Bà này nè, nói rồi là không biết chơi gì, chơi gì, 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 quỷ kìa. Chú Tiền đây mắc cười quá. Thì ta hôn, bài hôn. Hôn gì? Chép thì kìa. Tại này có một mà thua nè. Để gì chị? Không phải đó, tới lui ghê quá, làm như ai dí xuống trong lưng tôi vậy gì. Pháo xanh 40 đó. Đánh ra không có gì tôi ăn được hết trơn vậy trời. Hết tiền rồi, không thua không nóng nóng thì được. Chị này nhiều. Tính chẳng 500 đi. Chị đó. Thôi để cỡ nó dám vậy nha, bà ghi vô cho tôi á. Tôi mượn bà là nhiêu rồi bà ghi vô á. 3.200. Rồi lát công lộn xộn nữa. Rồi đứt chết là sao đi. Nè sao nè chị. Vậy sao hết chén rồi, sâu cái bọ gì đó gì không? Nữa đây nè, nè còn ba nữa nè. Tao đứt mà sâu gì tôi cười không đứt. Ủa? Cũng phải sâu chứ, đứt sâu sâu cái luật nó như vậy rồi. Tôi nói thiệt cái bà nha, tôi chơi đâu cũng thắng hết trơn mà tôi chơi đây lượm gặp thằng này là tôi thua à. Thằng đương nhiên đâu có người giang hồ đứng sau lưng lạnh gáy sao mà chơi được. Bây giờ hỏi bà sâu không nè, đúng quỷ ghê vậy. Sâu mà không có vui chút nào. Ê mày, chị em gì mà chị em là gì? BD á. Trời ơi, nó mà B, B52 chứ ở đâu. Tao nói gì với bà? Tao coi thiệt á hả? Mà đứng gồng nó mày mày xa đi, đi mệt quá. Thôi coi ngồi coi đi, nãy giờ xui lắm phải không? Trời ơi, bà làm chị thấy ớn không hồi nãy. Giống vàng nè. Bà giống quỷ ghê, chút vàng tôi đôi. Trời ơi, dành tôi hoài à, tôi thua rồi dành hoài. Không, nó xà vô là đôi liền thấy không? Trời ơi, ghế bà, sao thấy bà đi quỷ ghê vậy. Trời ơi, cho tôi khui cái khảo này nè, chốt. Rồi. Ăn đâu đánh đó luôn á. Trời đánh gì ra mà cũng ăn nữa bà. Mà nãy gồng mà cũng chết luôn. Trời sĩ đỏ. Đây quá. Cũng ăn được bà này hết trơn á. Nè ngựa. Mà già. Nè như lên. Quá. Trời ơi. Cà rem ngoài kìa. Tài đẹp thì sao thôi. Cái nào ăn cà rem không? Cũng ấy nữa. Thôi. Bánh bánh thì cà rem. Lớn rồi cũng nít được cà rem. Trời ơi, gì ngoài vậy trời? 1 2 3 4 5 7 Trời ơi, tôi lúc chết là tôi không chơi nữa đâu. Xui quá trời xui luôn thiệt á. Nhìn đi chị. Chị. Thôi, giờ mà tháo chiếc lắc luôn đi cho nó gọn. Đi. Uống nữa hả? Nữa chứ. Không mệt quá muốn nghỉ ăn cơm rồi. Dán nữa đi, chết nữa đi. Thôi giờ quýnh lớn lớn chút đi. Rồi giờ đặt chết gấp đôi đi. Ok. Đúng không? Để cho tôi gỡ đi, không chừng chết này tôi thắng làm sao? Cái này vàng tay hả? Đi. Rồi bắt bài lại đi. Này cầm nhiêu đây? Này nhiêu đây? Lấy cái hộp này luôn đi, hộp này được. Ôi, nè. Trời ơi, cái lúc mà tôi này tôi đi thỉnh chung với bả đó, cái gì hồng sàng thiệt không, nó nguyên vòng luôn đó. Bà tính sao bà nhìn trời tiền, bà tính sao bà thấy được. Tại bà tính, bà thỉnh cũng lộn người rồi, bà nghĩ sao bà đeo Phật bà.
Bà bây giờ bà đeo trăm ông Phật cũng không chuộc lại cái lỗi của bà đó bà. Con bánh nè. Chốt đỏ rồi. Gì vậy trời? Con bánh bà tới hả? Một. Hai. Rồi. Tới có ba hả? Trời giống quỷ ghê vậy, chờ tôi đứt nữa mà nè. Ờ, tới có ba cũng đứt à. Bên kia đủ không? Sao bà này má hên như vậy trời? Bà là người hay là quỷ đây? Bà trúng gì vậy? Trúng gì bà xả hồn hả bà? Rồi đó, đứt hết rồi đó. Tôi đứt rồi, bà này còn có mấy trăm à. Thôi tôi không cầm điện thoại đâu. Giờ có đánh nữa không? Dì Bảy đánh nữa không dì Bảy? Thôi vậy mấy con gì à? Thôi vậy nghe. Rồi mời bố qua, nếu mà có chuột thì chuột, không chuột ba bữa mất à. Thôi gì à? Nè. Hử? Hey. Má. Chị. Má làm gì vậy má? Nhà bán. Bán nhà. Ừ. Con sao? Về cậu chính ở tạm đi. Còn má? Kiếp đỏ đen, giờ kiếp ở đợ. Thôi má rồi. Má em đánh bài chi giờ vậy đó. Cảm má đi con. Đừng buồn. Tôi gán đi ở đợ, tôi kiếm tiền, tôi gỡ lại. Tôi đánh dừng vài con, gỡ lại tôi. Nữa? Bỏ rồi, không chơi nữa đâu. Ủa, chị? Mua nhà không chị? Nghe đồn bán nhà phải không? Dạ, bán nhà. Hên quá, chưa bán mạng là mai rồi. Bán nhiều hả? Đủ trả tiền đề, trả tiền bài. Nhà này coi cũng được quá ha. Dạ, được lắm chứ. Mà chủ nhân không có số ở. Bởi vậy. Thôi giờ tôi quyết định tôi mua đó. Dạ. Không chừng số tôi khác số chị. Dạ, cho tôi xin ngày tôi dọn đồ. Khỏi cần dọn. Sao vậy? À, tôi chồng tiền xong xuôi rồi, mẹ con cứ ở đây đi. Trời ơi, tôi dọn vô tôi ở. Muốn tôi ở đợ nhà này luôn hả? Không. Đủ bốn tay. Bà đó, ăn được cái số đề hoài. Số với cờ bạc bực bội. Quạt này quen quá người ta. Ủa, giống như quạt của chú Tư xe ôm quá má. Ờ, ông có màu tím lắm nè. Cái gì vậy? Trời ơi, cỏ không con? Cái ướt không? Đằng bà ra để đi. Thằng này có vậy mà sáng mày, tao là. Chú Tư xe ôm má ơi. Ủa, anh Tư hả? Trời ơi, quá giật không ơi. Tao làm gì vậy? Phải chưa, chú nói cho mày rồi. Cái cớ của tao á, tao mà lừa bịp cờ bạc là không ai bằng tao đâu. Tao quất hết của con mẹ cái rồi. Tao đem về cho con mẹ này. Quyết định dọn nhà vô ở chung với con mẹ này hốt ổ luôn. Vậy ông chấp nhận tôi à? Ngày xưa bà không chấp nhận tôi thôi. Bây giờ tôi quyết định tôi dọn vô nhà bà ở. Chỉ như tôi chấp nhận bà đâu. Khoan, ông tuổi con gì vậy? Tôi quánh mặt bà, tôi mà tính quánh số nữa hả? Không phải, hỏi tuổi rồi có hợp không? Không có gì đâu, ông mê tính nữa nghe. Dọn vô ở là dọn vô ở. Quyết định như vậy đi. Danh dự. Dữ. Ý quên. Ba.